Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Động đất ở Đài Loan, 77 người vẫn mắc kẹt, hơn 700 người bị thương. Theo cơ quan cứu hỏa Đài Loan, có ít nhất 77 người vẫn mắc kẹt và hơn 700 người khác bị thương sau trận động đất có độ lớn 7,2 độ Richter xảy ra sáng 3 tháng 4. Số người thiệt mạng sau trận động đất đã tăng lên 7. Nhà chức trách không cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng của những người bị mắc kẹt, nhưng cho biết các hoạt động cứu hộ vẫn tiếp diễn. Cơ quan cứu hỏa Đài Loan cho biết thêm, trong số những người bị thương có 132 người ở huyện Hoa Liên, gần tâm chấn của trận động đất. Theo tờ United Daily News, trong số những người thiệt mạng có 3 người đang đi bộ ở công viên quốc gia Taroko, gần tâm chấn trận động đất, khu vực xảy ra lở đá. Đây là trận động đất mạnh nhất trong 25 năm qua tấn công vùng bờ biển phía đông. Khoảng 125 tòa nhà ở Đài Loan bị hư hại sau trận động đất. Một nửa trong số đó nằm ở huyện Hoa Liên, gần tâm chấn của trận động đất. Cư dân ở 3 trong số các tòa nhà đã được sơ tán an toàn. Trong khi các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục tại tòa nhà Sao Thiên Vương cao 9 tầng đã bị nghiêng về phía bên phải sau khi tầng trệt bị sập. Cảnh báo sóng thần sau trận động đất cũng khiến các hãng hàng không và sân bay tạm dừng các chuyến bay, sau đó được nối lại. Sau khi trận động đất xảy ra, hơn 91.000 hộ gia đình cũng bị mất điện. Đài Loan thường xuyên hứng chịu nhiều trận động đất do hòn đảo này nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương. Đây là khu vực nơi có những ngọn núi lửa với tần suất hoạt động mạnh nhất thế giới. Hầu hết các trận động đất xảy ra khi các mảng kiến tạo va chạm với nhau gây ra sự giải phóng năng lượng đột ngột dẫn đến chấn động mạnh. Theo cơ quan thời tiết Đài Loan, trận động đất xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông vùng lãnh thổ với độ sâu chấn tiêu là 15,5 km. Hơn 25 dư chấn được ghi nhận sau động đất. Các tuyến xe lửa bị hư hại, trường học và nơi làm việc phải đóng cửa trên khắp các khu vực rộng lớn của Hoa Liên sau khi xảy ra trận động đất. Theo truyền thông Đài Loan, Trung Quốc, đây là trận động đất lớn nhất tại hòn đảo này kể từ năm 1999. Thời điểm xảy ra trận động đất có độ lớn 7,6, khiến gần 2.400 người thiệt mạng. Theo cơ quan cứu hỏa Đài Loan, ít nhất 4 người nước ngoài đang bị mắc kẹt ở Đài Loan sau khi hòn đảo này hứng chịu trận động đất mạnh nhất trong 25 năm qua. Trong đó có 2 công dân Canada bị mắc kẹt ở hẻm núi Taroko, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở huyện Hoa Liên, tâm chấn của trận động đất. 12 người đang chờ giải cứu trên đường mòn Sakadang, một lối đi bộ nổi tiếng dọc theo làn nước màu ngọc lam, gần lối vào của hẻm núi có tường đá cẩm thạch nổi tiếng. 2 công dân Đức khác bị mắc kẹt trong một đường hầm trên cao tốc Suhua, trên bờ biển phía đông của Đài Loan. Đường cao tốc này bị hư hại nghiêm trọng sau trận động đất và hiện đã bị đóng cửa. Nhật Bản dỡ bỏ khuyến cáo sóng thần, nối lại hoạt động tại sân bay Naha. Nhật Bản đã dỡ bỏ khuyến cáo sóng thần đối với các đảo ở phía nam nước này. Cơ quan khí tượng Nhật Bản, GMA, ban đầu đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra sóng thần lên tới 3 mét tại vùng đảo Okinawa ở phía nam nước này. Cơ quan này đã ghi nhận sóng thần ở mức độ nhỏ hơn xảy ra tại một số địa phương, chẳng hạn như ở đảo Yonaguni và đảo Miyako, đều báo cáo sóng thần cao 0,3 mét, trong khi sóng thần cao 0,2 mét đã xảy ra tại đảo Ishigaki. Giới chức điều hành sân bay Naha ở tỉnh Okinawa cũng cho phép nối lại hoạt động làm thủ tục lên máy bay. Trước đó, sau cảnh báo sóng thần, giới chức sân bay đã quyết định tạm ngừng các hoạt động tại sân bay này và các chuyến bay đến đều được chuyển hướng đến nơi khác. Sân bay Naha là cảng hàng không chính của Okinawa. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết nước này sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho Đài Loan sau trận động đất. Ông Kishida đăng trên tài khoản mạng xã hội X của mình rằng ông vô cùng đau buồn khi biết tin về trận động đất và gọi Đài Loan là hàng xóm bên kia biển của Nhật Bản. Trước đó, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết chưa có báo cáo về thương tích hoặc thiệt hại ở Nhật Bản. Ông kêu gọi người dân ở khu vực Okinawa hãy ở trên vùng đất cao cho đến khi mọi khuyến cáo về sóng thần được dỡ bỏ. Ông cảnh báo mọi người chống lại những thông tin sai lệch và kêu gọi họ giữ bình tĩnh, hỗ trợ người khác. Động đất độ lớn 6,9 tại Papua New Guinea, hàng ngàn ngôi nhà bị hư hại. Ở cùng một diễn biến liên quan đến động đất, trước đó ngày 25 tháng 3 vừa qua, giới chức
và truyền thông địa phương Papua New Guinea đưa tin 3 người đã thiệt mạng và khoảng 1.000 ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất có độ lớn 6,9 làm rung chuyển khu vực miền Bắc nước này. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS, trận động đất xảy ra ở khu vực phía bắc quốc đảo Thái Bình Dương vào sáng 24 tháng 3 theo giờ địa phương. Độ sâu chấn tiêu của trận động đất là 40,2 km, được xác định ở tọa độ 4,139 độ Vĩ Nam và 143,159 độ Kinh Đông, cách thị trấn Amputin thuộc huyện Amputin, Reykjavik, tỉnh Đông Sipik, khoảng 38 km về phía đông đông bắc. Một số khu vực ở tỉnh Đông Sipik, trong đó có Ambuti và Wiwak, chịu hậu quả nặng nề do động đất. Nhật báo Post Courier của Papua New Guinea đưa tin, đến nay trận động đất đã làm 3 người thiệt mạng. Còn giới chức tỉnh Đông Sipik cho biết, ước tính có 1.000 ngôi nhà bị phá hủy và các đội cứu hộ đang đánh giá tác động của trận động đất đã làm hư hại nhiều khu vực trong tỉnh. Một cây cầu nối doanh trại Moem với thị trấn Wiwak đã bị sập, khiến lực lượng phòng vệ Papua New Guinea không thể tiếp cận thị trấn. Thủ tướng James Marape đã công bố chi 500 triệu kina, tương đương với 132 triệu đô la, để triển khai các hoạt động cứu trợ ngay lập tức. Các cơ quan liên quan trong chính phủ đang phối hợp để thực hiện các biện pháp cứu hộ. Theo ông Marape, Papua New Guinea gần đây phải hứng chịu nhiều trận động đất, lũ lụt và lở đất do mưa lớn, triều cường và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác. Động đất có độ lớn 4,0 đã xảy ra tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Tại Việt Nam, sáng ngày 25 tháng 3, theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, một trận động đất có độ lớn 4,0 xảy ra tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Trận động đất trên xảy ra vào 8 giờ 5 phút 35 giây tại tọa độ 20,770 độ Vĩ Bắc và 105,720 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km. Tại huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, vào lúc 3 giờ 54 phút 40 giây và 5 giờ 57 phút 18 giây, đã xảy ra hai trận động đất có độ lớn 3,2 và 3,7 tại tọa độ 14,957 độ Vĩ Bắc, 108,237 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất tại khu vực huyện Con Plong xảy ra thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23 tháng 8 năm 2022. Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu Nguyễn Xuân Anh cho biết, trên cơ sở số liệu động đất ghi nhận được cho thấy, khu vực tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Con Plong nói riêng thuộc đới đứt gãy nhỏ. Các nghiên cứu trước chỉ ra rằng các trận động đất tại khu vực này có độ lớn không quá 5,0. Viện Vật lý Địa cầu cũng thường xuyên thông báo về hoạt động động đất đến chính quyền và người dân tại khu vực này. Các cán bộ thuộc viện tiếp tục theo dõi thêm và xử lý số liệu các trận động đất tại huyện Con Plong. Viện trưởng Nguyễn Xuân Anh khuyến cáo, mức độ động đất tại khu vực này dù xảy ra nhiều nhưng chưa đến mức cảnh báo rủi ro. Người dân không nên quá lo lắng mà cần bình tĩnh, tuân thủ theo đúng hướng dẫn của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, đồng thời chủ động gia cố nhà cửa, tự trang bị thêm những kiến thức về phòng chống động đất. Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền về các cách phòng tránh này, đồng thời thông tin rõ về cường độ, mức độ rủi ro của các trận động đất vừa qua cho người dân. Người dân và chính quyền khu vực này cần quan tâm đến các yếu tố kháng chấn trong xây dựng. Các cấp chính quyền thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra động đất mạnh. Đặc biệt, khi có động đất xảy ra, chính quyền và người dân tại khu vực bị ảnh hưởng cần thực hiện nghiêm theo các quy định tại quyết định số 78 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế phòng chống động đất sóng thần. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!